Trong tiến trình hội nhập tích cực với thế giới, ngành chăn nuôi Việt Nam luôn đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Góp mặt vào bức tranh toàn cảnh đó, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VNC Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện và phát triển. Mỗi sản phẩm là một công trình sáng tạo, mỗi bước đi là một chiến lược lâu bền. Nhưng trên hết, VNC đề cao sự uy tín. Với VNC, uy tín thể hiện sự thịnh vượng của một thương hiệu. Ra đời vào tháng 4 năm 2004, từ một công ty chuyên nhập khẩu và phân phối những sản phẩm thuốc thú y, phụ gia thức ăn chăn nuôi từ những nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới như International Nutrition Hoa Kỳ, VMD Vương quốc Bỉ. Đến nay, công ty VMC Việt Nam đã trở thành nhà sản xuất thuốc thú y và sản phẩm phụ gia chuyên dùng cho chăn nuôi với hàng trăm cán bộ công nhân viên. Để nâng cao năng suất lao động và phát triển những sản phẩm chất lượng cao, lãnh đạo VMC Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng và kỹ thuật. Tháng 4 năm 2015, khánh thành nhà máy tại tỉnh Hà Nam. Nhà máy được đồng bộ hóa các trang thiết bị hiện đại, phòng thí nghiệm hóa sinh, dây chuyền sản xuất các loại probiotic với đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, đảm bảo các yêu cầu khắt khe về vệ sinh và an toàn lao động. Nhà máy sản xuất trên 100 sản phẩm dưới dạng nước, dạng bột hòa tan, trộn thức ăn, premix và sản phẩm phụ gia đặc biệt dùng cho chăn nuôi. Với hai thương hiệu VMC Nutrition for Animals và CEO Pharma, trong đó có các sản phẩm như Chitosan, Inofos, Max ADE1, K-Enzyme được những trang trại, nhà chăn nuôi lớn sử dụng thường xuyên cho kết quả tốt và là những sản phẩm không thể thiếu trong chăn nuôi công nghiệp. Hiện nay là trang trại chúng tôi là đang sử dụng hai cái dòng sản phẩm chủ lực của công ty VMC. Dòng sản phẩm thứ nhất là beta glucan. Sau giai đoạn beta glucan thì chúng tôi sử dụng đến cái Chitosan. Chúng tôi đánh giá hai dòng sản phẩm từ khi nhập vào đến khi xuất ra thì nhìn chung là tăng được cái giảm được chi phí xuống được từ 5 đến 10%. Tháng 12 năm 2016, công ty đưa nhà máy thứ hai chuyên sản xuất các dạng thuốc kháng sinh và các chế phẩm có chứa probiotic đi vào hoạt động. Đây là một thành quả đáng ghi nhận của tập thể cán bộ, kỹ thuật viên, chuyên gia công ty VMC Việt Nam. Toàn bộ thiết bị sản xuất của nhà máy được cung cấp từ những hãng sản xuất thiết bị dược phẩm hàng đầu thế giới với hệ thống phần mềm quản lý sản xuất tiên tiến. Công ty cũng đã nhận được giấy chứng nhận thực hành tốt, sản xuất tốt thuốc theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới GMP WHO cho thực hành tốt sản xuất thuốc, thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc và thực hành tốt bảo quản thuốc. Tháng 1 năm 2017, công ty cho ra mắt thương hiệu VMC Animal Health, bao gồm các sản phẩm thuốc kháng sinh và thuốc sát trùng chất lượng cao. Với những sản phẩm chất lượng được sản xuất tại nhà máy mới, giúp công ty tăng cường nội lực, tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm tương đương nhập khẩu từ nước ngoài, giúp khẳng định thương hiệu VMC Việt Nam Animal Health và ghi danh công ty đứng trong hàng ngũ hơn 60 nhà máy sản xuất thuốc thú y nội địa đạt tiêu chuẩn GMP WHO. Trải dọc chiều dài đất nước là hệ thống với hơn 300 đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của VMC Việt Nam. Trong đó, văn phòng và trụ sở chính được đặt tại Hà Nội, chi nhánh tại Hà Nam và đại diện phân phối tại khu vực miền Nam, đại diện phân phối tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trong quá trình phân phối hàng của VMC thì nhận được cái phản hồi của khách hàng là người ta đều đánh giá là cái sản phẩm của VMC là chất lượng tốt. Ngoài hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm, VMC Việt Nam còn trợ giúp các nhà chăn nuôi, chủ trang trại làm chủ các kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi và điều trị bệnh gia súc, gia cầm. Những trang trại đã được tư vấn, cung cấp công thức, nguyên liệu sản xuất thức ăn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi chăn gà đã được hơn chục năm rồi. Cái sản phẩm của VFC đạt được cái chất lượng cho con gà và quả trứng cũng tốt và con gà cũng khỏe mạnh. Để có được sự tin tưởng của khách hàng và những thành công như hôm nay, không thể không nhắc tới đội ngũ cán bộ công nhân viên của VMC Việt Nam. Phương châm hoạt động với VMC Việt Nam, bạn có được sự tin cậy đã thôi thúc mỗi con người của VMC luôn cố gắng hết mình, đặt sự uy tín lên hàng đầu với mục tiêu sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao. VMC như một mái nhà, một nơi để làm việc giúp hoàn thiện bản thân, cũng là một nơi để mọi người học hỏi, giao lưu và chia sẻ những yêu thương.
Hàng năm, công ty VMC đều tổ chức các cuộc gặp khách hàng thường niên. Bên cạnh việc tri ân những đóng góp của khách hàng, đây còn là dịp giao lưu nhằm tăng tình đoàn kết, cũng như cung cấp những thông tin bổ ích cho khách hàng về các kỹ thuật, cũng như các sản phẩm mới của công ty VMC. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, công ty VMC Việt Nam bằng sự nỗ lực hết mình, sự sáng tạo và không ngừng đổi mới đã đưa VMC Việt Nam lên một tầm cao mới, không chỉ phát triển ở trong nước mà còn từng bước hội nhập thị trường quốc tế. Công ty VMC Việt Nam cam kết góp phần nâng cao hiểu biết của người chăn nuôi về thực phẩm an toàn và đóng góp tích cực tạo ra sản phẩm thực phẩm an toàn cho xã hội.